Hãy cùng lên đảo kinh dị nghe chuyện ma. Món thứ ba, mắm cá người. Thực đơn thì đang dần được hoàn thiện hơn. Chúng ta có thể ăn nhẹ cháo đêm trước, sau đó thì đánh đôi bát cơm với cá rô kho tổ. Khá là phê đúng không? Trong câu chuyện cổ tích từ nghìn đời này, chúng ta được biết về cách mà Tấm đã làm mắm cá như thế nào. Và câu chuyện ma ngày hôm nay cũng như vậy. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã trở thành mắm người như thế nào? Hãy cùng đón xem. Tôi nhớ là cái hôm tối đó, vừa vào buồng chợp mắt được một tiếng rồi tự dưng nghe tiếng gõ cửa. Bên ngoài thì mưa gió, ban đầu tôi cũng không có để ý đâu. Đến hồi nghe tiếng đập cửa to lắm, rồi đập vào bức vách chỗ buồng ngủ của tôi. Má tôi lấy đèn dầu ra, tôi hết hồn mới bật dậy bảo: "Coi chừng đó má ơi, sợ có cướp, lắm nhà thuyền bị cướp rồi." "Nhà mình có gì đâu mà cướp hả con, chúng ta làm gì có thuyền. Sợ như lần đó biển động, có thuyền gặp nạn, nhà ai có thuyền gặp nạn, rồi vợ con đi gõ cửa từng nhà đó." Má tôi bịn dịn nói. Nghe má nói mà cổ tôi nghẹn đắng. Chắc 20 năm về trước, má tôi cũng đi gọi cửa từng nhà kêu cứu cho bà tôi. Gia đình tôi cũng từng có thuyền mà đi biển gặp nạn mất tích luôn. Tôi chỉ nghe vậy thôi chứ năm đó tôi lên 3 tuổi, có biết cái gì đâu. Mà những hoàn cảnh vậy thì đi gọi cửa nhà ai cũng thế thôi, có ai giúp gì được ai đâu mà giúp. Bão biển nổi lên thì thuyền gặp nạn, khùng lắm dắt nhau ra trước mỏm đá mà nhìn gia đình người ta khóc là, hay ở đó để cản mấy người đó đòi nhảy xuống biển. Tình cảnh này thì tôi gặp hoài, tôi vội ra chứ chẳng để má tôi đi, mắc công bà nhớ lại cảnh xưa. Gió thổi dữ quá, nghe tiếng cây dừa bụi chuối bị gió thổi ào ào. Dạo này không thấy bến thuyền, không biết bữa hôm dày có thuyền nào ra khơi hay không. Hy vọng là không phải thuyền của chú Năm hay thuyền của bác Rượm. Tôi chần chờ kéo mép vách ra thì hết cả hồn. Một cái mặt nhìn vô tóc tai đầy nước, môi đánh run lập cập. Tôi mới hét cả lên. Nhưng mà tôi đem đèn tới soi, nhìn kỹ lại, thấy đó chỉ là một cô gái. Nghĩ là cô gái nào tìm giúp đỡ, má tôi mặc kệ mưa, đi ra kêu cố đừng buồn, có gì thì cùng ra biển. Má tôi là vậy đó. "Không phải đâu, nhà bác cho cháu tá túc được không? Người ta bắt cháu mất, cháu đi vượt biên." Hai cái từ này nghe một cái là biết. Dạo này bao nhà thuyền chở người đi vượt biên, thuyền nhỏ hay là ghe nhỏ cũng chở. Nhà nhìn họ cả chục người chen chúc trong khoang thuyền, nôn tháo. Có đứa nhỏ chịu không nổi thì chết, họ quẳng ngay xuống biển. Ghe hai kiểm đâu thể nào chở đi xa. Hắn gạt tôi bảo giúp hắn. Ra xa bờ một chút là có thuyền lớn liền rồi gửi họ ở đó. Ra là hắn lừa người ta đi vượt biên, đưa tiền cho hắn. Hắn đưa người ra xa bờ rồi dọa họ là thấy đằng xa có tàu cướp biển đó, phải lái về thôi. Vậy mà có đứa bé đi hai ngày chết rồi còn đâu. Tôi đi một chuyến ghe phụ hai kiểm chèo ghe là tôi tởn rồi. Ai bảo sao tôi cũng không đi nữa. Do mấy cái việc đó thất đức quá mà. Má tôi mới chạnh lòng thương do thấy nhiều cảnh người vượt biên bất thành còn bị bắt nữa nên vội kéo cô gái vô nhà. Cô gái run rẩy vì lạnh nhưng đảo mắt nhìn quanh căn nhà đơn sơ của tôi. Thấy tội nên tôi cũng nhóm bếp củi lửa cho cô ta sưởi. Mẹ tôi lấy đỡ bộ bà ba cho cô mặc. Cô ta dáng cao gầy, mặc một bộ đồ kiểu mấy cô gái Sài Gòn hay bận. Phải là con nhà khá giả đây. "Cháu nghỉ tạm một đêm rồi mai ấy." Má tôi lấy chiếu ra trải thêm. "Không, không đâu bác. Bác và anh cho cháu ở nhờ luôn đi. Cháu đi vượt biên mấy lần rồi mà lần nào cũng bị bắt hay thất bại hết. Gia đình cháu vượt biên xong hết cả rồi. Còn có mình cháu. Cháu về Sài Gòn là bị bắt đó. Giải phóng vô rồi, bố cháu bảo cả nhà không đi hết thì họ tới bắt đi tù. Cháu sợ quá, bố cháu làm thư ký." Cô gái cầm tay mẹ tôi lắc lắc cầu xin. Lúc đó tôi chẳng biết họ bắt ai với ai, chỉ nghe họ bắt quá chừng người đi học tập cải tạo thì cứ nghĩ là chắc là bắt bớ dữ dằn lắm. "Cháu đừng có lo, có gì từ từ rồi tính. Cháu đi thay quần áo khô chứ kẻo bệnh. Cháu tên là gì vậy?" Má tôi mới hỏi. "Dạ, cháu tên Kim Loan, bác. Cô gái vừa khóc vừa nói. "Ra là hỏi có gì ăn không?" Cô thay đồ ra là má tôi mang chút bánh tráng nhúng nước rồi chấm nước mắm. Với đĩa rau muống luộc chấm mắm cá cơm, thêm chén canh rau mồng tơi. Cái đồ hồi tối còn để sáng ăn.
thấy cô đói nên mang vội ra, nguội lạnh hết cả. Má tôi tính để từ từ hâm kêu cô ăn giàn bánh tráng trước mà cô ăn sạch trong chớp mắt à. Cả tối hôm đó, má tôi trò chuyện với cô. Thấy cũng lạ là sao má tôi thế mà cho cô ở nhờ, lại còn thân với cô quá chừng. Má tôi không ưa mấy người nhà giàu, nhất là dân trên Sài Gòn. Sao giờ má nhanh miệng còn hứa kêu mang cô gái này nữa. Tôi cũng thiệt chẳng hiểu luôn. Tôi nằm ngủ cho rồi, mai còn phải ra chợ bán tôm khô. Kệ thẳng, con gái người ta ở đây mà không hỏi han đến một câu. Cháu kệ nó đi. Hả? Má này nói gì kỳ vậy? Bộ má đổi tính sao? Tôi hả tới mấy lần. Con với cô? Chơi còn sao nữa, đàn ông con trai 23 tuổi rồi, nom kim loan đẹp chưa kìa, lại là con nhà giàu có học, thiệt là trời ban cho con đó. Còn cứu giúp con gái nhà người ta, còn không nên duyên được sao? Má tôi đội nó lá đi theo cả đoạn để dặn dò như thế. Tôi thiệt sự là chưa có nghĩ tới, tôi đâu có biết đâu. Cô Loan đó thì trông đẹp lắm, mấy cô gái nhà giàu hay khá giả một chút là nom đẹp ghê. Ngoài chợ mấy cô đẹp đẹp là trai theo đầy, họ hay hùa nhau chọc ghẹo. Mấy cô đỏ mặt là, chứ cái miệng thì lại cười. Má tôi hay bảo tôi ra chọc ghẹo mấy cô gái vài câu coi. Tôi có chọc có ghẹo mà họ đánh tôi đau lắm đó, đánh chẳng chát vào tay. Má lại bảo là thích rồi đó nha. Tôi chẳng hiểu nổi cách mấy cô đó nữa. Nhưng mà Kim Loan đó thì mới gặp mà. Những cái buổi sáng thấy cô đầu tóc khô rồi, tóc dài đen mướt, da thì lại trắng, nhất là bàn tay thiệt như là búp sen. Mấy cô gái ở đây không cô nào được như thế. Chịu rồi chứ gì, để má tính cho. Sao được chứ má, người ta dân Sài Gòn, con là cái thằng bán tôm khô mà. Ê, cả nhà ly tán đi vượt biên chưa biết ngày về thì coi như là tứ cố vô thân rồi, còn xin ở nhờ nhà chúng ta mà. Thì sớm muộn cô cũng đi vượt biên thôi. Hay như cô nói họ về họ dẫn cô đi đó. Thì lúc đó con đã lấy Kim Loan rồi. Như cái chuyện Trần Minh Khố Chuối với công chúa đó. Qua bao nhiêu hoạn nạn rồi vua cha cũng hiểu ra rồi thành giai thoại thôi. Tôi đỏ lự cả mặt. Má tôi cười khanh khách, còn dặn tôi về sớm mua chè chuối hay chè bánh lọt về nữa. Tại má nói làm tôi cả hôm cứ nghĩ hoài về Kim Loan. Cả mấy bà đi chợ còn chọc lại tôi. Sao mà họ biết má tôi tính chuyện nên duyên cho tôi chứ? Mà tôi có hỏi kỹ lắm rồi. Giải phóng vô đang thay đổi xã hội, chứ không có bắt ra quyến người làm cho chế độ cũ đâu. Nhưng mà nghe nói là dân trên Sài Gòn, người giàu đều đi vượt biên hết cả. Cũng có trường hợp xử tử những người tổ chức vượt biên. Hồi xưa thì vượt biên lác đác, giờ lại rầm rộ. Giờ họ sang cả đây đi tàu ồ ạt. Sáng nào ra chợ cũng thấy người ngả giá thương lượng. Hay là người chạy đi hỏi dân biển, ai có thuyền chở giúp họ. Chưa đâu thấy ai bắt bớ gì đâu. Nhưng mà ra biển thì là cái chuyện khác. Thấy cũng có mấy thuyền chài bị bắt. Dân đi vượt biên bị bắt lại đổ ra tứ tán. Nhưng mà đâu có ai đi lùng sục bắt bớ mấy người theo ngụy đâu. Để về nói cho cô Loan cô yên tâm. Chưa gì má đã kéo tôi ra ngoài, lại còn nhéo tay tôi nữa. Má làm cái gì vậy? Còn tính nói rõ đầu đuôi cho cô mà. Họ nói đại khái sau này phân chia tổ chức lại kinh tế bán buôn do nhà nước quản lý thôi, chứ chả nói bắt người đâu. Mấy cái xe tuyên truyền ý là nói thế, chứ đâu có phải xe bộ đội đi bắt người. Thế mà cô sợ quá chừng. Má còn kêu cô trốn vô lù. Thấy mà hết cả hồn. Ngoài chợ yên lành lắm, con còn nghe. Ô cái thằng này, nói trắng ra thế là Kim Loan nó bỏ đi mất. Lấy ai lấy mày chứ? Má mày tính rồi, để mày với Kim Loan có thêm thời gian. Chưa điệu này người ta bỏ ra ngoài một cái là thua. Kim Loan còn đẹp hơn cả cái Lý con thầy bà sắp gả cho cậu Tĩnh giàu có đó. Nhất là cái bà Tuyến mẹ cậu Tĩnh bảo lấy vợ cho con, phải lấy cô gái đẹp nhất vùng. Kiểu này thì bà nhắm Kim Loan bỏ con Lý cho coi. Má vừa nghĩ là thấy lo rồi. Mau vô mang chè rồi nói chuyện với người ta đi. Tôi chỉ ậm ừ thôi, cái tính của má tôi là thế, không muốn làm trái ý má. Với lại lúc đó tôi không nghĩ đến tình cảnh khác. Tôi mang chè vô thì chưa thấy Kim Loan ra, cô cứ ngồi khư khư trong cái lù, ôm tai nhắm mắt. Mang chè thì cô ăn chứ không có dám ra. Tôi có hỏi tường tận
thì mới biết tới đó tàu đi vượt biên ra hẳn ngoài biển rồi. Cái có tàu tuần tra, một tàu khác bị bắt. Lái thuyền sợ nên để bà con ở tạm cái mỏm đá, nói chú họ kiểm tàu xong thì hắn tới đón đi tiếp. Ai ngờ là thủy triều lên rồi mà chưa thấy thuyền tới. Tôi nghe mà còn run sợ, chứ đừng nói đến Kim Loan. Xong nhóm người đó bơi tán loạn, lắm người không biết bơi. Kim Loan nói là may mà bơi được vào bờ. Cũng có một hay hai người bơi tới bờ. Trên bãi cát thấy còn bắt người, cố sợ quá bỏ chạy luôn. May là trời tối với dông nổi lên nên họ không có để ý. Tôi nghĩ thầm là họ chắc lành ít dữ nhiều rồi. Có điều Kim Loan quả quyết là gia đình cô trước sau cả 6 người đi vượt biên. Lần này cô đi cùng với ba má, chứ anh chị em đi trước cùng gia đình của họ rồi thể nào cũng trở về. Tôi chỉ cố an ủi thêm vài câu. Chẳng biết là má nói gì mà cô sợ lắm, đến tối mới dám ra khỏi lù. Má tôi dèm mấy câu làm tôi mắc cỡ ghê. Thế mà cố như người mất hồn. Má tôi thì cứ bắt chuyện trò cùng cố, làm tôi vô cùng là khó xử. Một tuần sau đó thì Kim Loan đỡ rồi. Người tươi tỉnh hơn, thần trí tỉnh táo, còn hay chải tóc rồi ra ngoài sân. Nhưng mà có vấn đề. Giờ cố nghe hiểu ý má rồi đâm ra lại ghét tôi, xa lánh. Cứ tôi về là mặt cố vẻ không ưa, rồi đi vô trong. Tôi đi vô trong thì cố lại đi ra ngoài. Hồi trước cô u sầu sợ hãi, vậy mà còn được hơn. Chứ giờ cái kiểu chống nạnh, cái vẻ mặt khó ưa đó, cái giọng thì cao, chứ rong ròng lên, nhiều khi nghe mà chói tai. Tôi chưa kịp nói thì cô đã nói rồi, ý là chịu không nổi cái mùi tôm khô khắp cái nhà này. Má tôi có nhờ cô quét nhà với làm phụ mấy việc, phơi tôm bóc vỏ. Tôm khô phơi xong vỏ giòn dễ bóc, thế mà cô không ưng bụng làm. Cả mang tôm khô phơi xong vô hay đổ vô thúng dùng cố, cũng không thèm làm nữa. Giờ đến cái vụ ăn cơm cô còn chê này chê kia. Tháng đó mấy ngày cuối hết gạo, không đủ số gạo phát. Ngư dân thì có này có kia ăn là được rồi. Cố thì đòi phải ăn cơm, còn đòi ăn bánh mì hay bánh canh như trên Sài Gòn. Giờ ai cũng bảo có ăn là may rồi, tình hình giờ đang khó khăn. Chợ thì thiếu hàng hóa sắp đóng cửa tới nơi. Má tôi cùng mấy bà trong xóm đang làm mắm hay phơi cá khô để phòng hờ. Vậy mà cô ta đã không giúp mà lại còn chê này chê nọ, chê hôi ấy. Nhiều lần tôi tức lắm mà má cứ ngăn còn bênh nữa. Má coi như tôi với cô là hai vợ chồng rồi. Má hay bảo chồng nhịn vợ rồi thì ăn ở với nhau, chồng mới biết chiều vợ một chút. Mỗi lần thế cô bực ra mặt, không hét thì quăng cả bát cơm, đẩy cả cái bàn ngã. Tôi tức phải biết. Má tôi cứ bảo để má chỉnh con dâu. Dạo ấy bận nên tôi ở nhà suốt, do tới mùa đi bắt cá thu rồi. Chợ cá ở ngay trên bãi biển. Cứ thuyền kéo lưới vô hay bà con ở bãi tự kéo lưới gần bờ là cá dập mặt cát, bán buồn ngay trên bãi biển luôn. Hay thấy má tôi ôm cả thúng cá về mà cô ta không hề phụ khiến tôi tức. Nhưng mà chẳng biết má tôi chỉnh với dạy cô ta thế nào mà lần nào về cũng thấy cô ta chui vào lù nước trốn. Tôi thì dạo đó bực cái tánh kiêu quỷ cô ta nên không thèm hỏi đụng tới luôn. Cũng là để má tôi từ bỏ ý định, chứ tôi không thích ưng cô này tí nào. Tôi thân với bác Dượm. Vợ bác ấy là cô Xí, là cái bà xấu nhất nhì quận huyện. Thế mà bác ấy ưng. Lúc nào uống cùng bác ly rượu, bác cũng bảo chọn vợ phải chọn cái chăm làm, hiếu thảo với bố mẹ. Rồi chồng bảo sao vợ dạ vậy, chứ chọn vì cái mã bề ngoài mà không hợp tính, về già thì sao mà sống nổi với nhau. Tôi thấy có lý lắm. Tôi tính qua rồi, tìm cô nào ưng ý thì tôi thừa luôn với má. Có lần tôi đánh tiếng nói với má là con Lành nhà chú Năm ngoài chợ cá. Vừa nghe má tôi chê bai ngay, bảo Lành xấu với đi bán cá miệng lưỡi trả giá chua ngoa. Tôi thấy chẳng ai chua ngoa như Kim Loan đâu. Má tôi thì chẳng để ý, chứ cô ta giờ liếc xéo tôi, còn bịt mũi hay lẩm bẩm: thằng bắt cá thất học, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga kìa. Nên tôi kể, để má tôi chỉnh cô ta. Cô ta có vẻ nể má tôi sau đó, mà có má là cô chẳng dám chê bai tôi nữa. Có lần cô ta lại quăng bể cái hũ mắm cá thu lúc ăn cơm. Má tức lắm mới bảo mai phải dậy. Tôi thấy hiếu kỳ má làm sao, cái tôi lén về coi. Tưởng gì, hóa ra là má bày đặt biếu cái anh cán bộ mới về tỉnh làm trong ủy ban. Hình như là anh này từng đi bộ đội. Má mời ra cây đa trước nhà, rồi kêu mấy bà cô bác trong xóm hay ra phơi cá, ngồi hóng gió cái rồi trợn trò.
anh thấy bà con thân thiện cái má hỏi mấy vụ bắt ngụy hay là giờ nhốt họ ở đâu. Anh ta thật thà thì cũng bảo này bảo kia. Giờ thì bọn họ cho đi học tập cải tạo. Má gặng hỏi mấy người đi vượt biên. Anh ta nói thì vẫn bắt bọn họ, cấm đi vượt biên mà. Tôi thoáng thế là hiểu cô Loan trốn trong nhà nghe loáng thoáng thế là sợ khiếp vía phải trốn trước rồi. Dạo đó lắm xe tuyên truyền đi khắp nơi, còn ồn ào. Ủy ban mới có phát loa rồi mấy cái đợt lãnh đồ phát đồ. Bà con kéo đi ào ào. Cô trong nhà chẳng biết gì, nghe tiếng bên ngoài ồn ào khiến cho cô ta bỏ trốn còn run lập cập. Rồi Tết năm đó thì nhà ai cũng đốt pháo. Chẳng biết thế nào mà cô ta như hóa điên, sợ quá bỏ chạy trong bóng tối. Tôi cũng mặc kệ, chứ má thì tiếc rẻ cô con dâu xinh đẹp. Thế nhưng mà có vài hôm sau thì cô ta mò về, cũng giữa cái tối khuya tịch mịch. Lần này vừa vô nhà cô ta vật ra đất. Quen thuộc nhà tôi nên cô ta nhào vào bếp lục tìm đồ ăn. Má tôi thấy cô ta về thì mừng, má mới ra hỏi. Ai ngờ cô khóc toáng lên, xin cho cô trốn ở đây. Nghe ra hóa ra nhà cô giờ dành cho cán bộ nào đó ở rồi. Cô tới đập cửa, thấy người ta ra thì mừng, mới còn tưởng người nhà mình mướn người ở mới cái bẻn nói hết. Cái bà đó là vợ của cán bộ ngoài Bắc, nghe là bà làm ầm lên cha trả, rồi nghe cô kêu hàng xóm đòi lại nhà, bà ta mới kêu hẳn người tới, cũng là một cái vụ ồn ào. Dân khu đó thì sợ lắm, tại có mấy người lỡ lời nói giúp rồi. Bộ đội xuống thiệt, sẵn phân chia cho họ đi lao động ở cái nhà máy xí nghiệp luôn. Cô ta vốn được tá túc trong một nhà hàng xóm, ai ngờ om sòm bên ngoài cái cô ta bỏ chạy. Mà thành chuột chạy cùng sao, giờ hàng xóm thấy cô ta còn như thấy ôn thần, đuổi đánh không kịp nữa. Nghe đâu Sài Gòn giờ thay đổi, chẳng nơi nào chứa chấp cô ta. Nhà nào thì cũng đói, lãnh lương thực theo đầu người, nên nhà nào lãnh thêm cô ta chứ. Má tôi nghe chuyện thì không có an ủi gì cô ta mà còn cười. Má có vẻ hài lòng. Hôm sau thì cách mà má đối với cô ta khác rồi, bắt cô ta làm việc nhà. Tôi về thấy cô ta quét được cái nhà, chứ cái bộ dạng khinh khỉnh của cô ta đối với tôi thì như cũ. Tôi thấy có người phụ má đỡ được việc nào hay việc nấy, nên tôi cũng không nói thẳng ra. Nghĩ cô ta từ từ chăm làm rồi đổi tánh, thì nuôi cô ta trong nhà cũng được. Ai ngờ một thời gian thì đâu lại vẫn hoàn đó, cô ta khinh tôi ra mặt. Khùng lắm, cô ta chỉ sợ mấy cái chuyện bên ngoài, chứ chẳng sợ má còn tôi. Má tôi dọa là kêu bộ đội tới, thì cô ta còn nổi cơn đùng đùng, quăng chổi hay là hôm sau không chịu làm gì cả. Cô ta tưởng mấy cái việc cô ta làm trong nhà là quan trọng lắm ấy. Tôi thấy cô gái này xấu tính quá rồi. May mà cô ta mất hết nhà cửa tiền bạc với không có ai là chỗ dựa nên còn đỡ. Chứ nếu không thì cái loại đàn bà lớn chỉ tay năm ngón mà sát người ta. Thế mà có hôm cô ta tỉ tê với tôi, má tôi còn vun thêm lời hay ý đẹp vào. Tưởng cô ta đổi tính, ai ngờ cười nói làm thân là để kêu tôi ra đảo nào đó tìm mấy cái người vượt biên. Chắc là cô nghe người khác nói chuyện ở chỗ gốc đà là người vượt biên giờ ở đảo nào đó. Tôi nghĩ cô ta ngu dốt chẳng biết cái gì, chứ ngày nào cô ta cũng léo nhéo à. Má tôi coi đó là cô ta ngỏ ý hay tình tứ rồi, còn kêu tôi là hứa đại đi, chứ tôi thì phát ghét. Nhưng má bảo thì tôi nghe, hứa đại vậy. Chờ vài hôm sau rồi bảo cô ta là cái đảo kia xa lắm, ở nước khác cơ mà. Thế mà bảo thì cô ta chẳng cần biết nó xa cỡ nào, còn bắt tôi đi cho bằng được nữa. Cô ta thì tôi kể, tại dù sao tôi cũng sắp theo thuyền đánh cá ra xa bờ rồi, đi một tuần là khỏi nhức đầu. Tôi ậm ừ để cho cô ta để tôi yên mấy ngày coi thử xem. Tôi đi chứ chẳng yên, dặn dò má là đừng có nhịn cô ta, có gì quá đáng thì cứ đuổi cô đi. Má mới cười bảo má có cách chỉnh hết. Tôi chán quá nên bỏ đi. Phải 2 tuần thì mới về, ai ngờ biển động dữ quá. Chú Năm còn bảo lần này tưởng chết rồi chứ. Thế mà an toàn trở về, đúng là mừng hết lớn à. Mấy người ở bãi thấy tiền chúng tôi thì chạy ào vào, tôi lo chạy về ngay. Lành khóc ôm bố rồi còn bảo tôi. Hôm đó bác khóc quá chừng à, nhà em chạy ra thì thấy bác ở bãi sẵn rồi. May mà bọn em kéo bác lại kịp, chứ bác đang chạy ra ngoài biển. Bác cứ làm nhảm cái gì đó, em cố bảo là biển động không, rồi không được đi. Tôi mới hoảng hồn, vội chạy về. Thím Tư thấy tôi vậy chạy ra mừng, còn chạy theo nói. Cháu về mừng quá rồi, chứ má cháu giờ thần trí không bình thường. Bọn cô có ghé nhà mà nghe mẹ má cháu trong nhà vừa khóc vừa hét. Tại mày hết,
Tại mày mà con tao gặp nạn ngoài biển. Mà nhà cháu có vong hồn không vậy? Tối con cô bảo nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi âm u lắm đó. Hả? Tôi lo chạy bỏ lại cố về nhà, bảo với má là rồi chẳng kịp giải thích với họ nữa. Về một cái thì má tôi ngồi thất thần ở bệ cửa, một lúc sau má mới nhìn ra tôi. Hai má con tôi đoàn tụ, thiệt là tôi vui phải biết, quên hết cả mọi sự. Tôi bảo là biển động, thuyền bị kẹt ngoài biển, má cấm từ này cấm ra đánh cá xa bờ nữa. Mấy hôm rồi trôi qua bình thường, tôi cũng chẳng hỏi là cái cô Loan đó đâu. Đình ninh là má đuổi cô ta đi rồi, kiểu như cố đi là tôi mừng lắm đó. Mới thoát chết nên tôi chí thú làm ăn, giờ không thể nào sống bán mặt cho biển vậy được nữa, sống chết cũng chẳng biết. Thấy giờ mắm các loại cá khô hay là mắm cá gì đó bán được lắm. Hồi trước chỉ có dân miền biển chúng tôi ăn, chứ giờ bao nhiêu tỉnh mua, bên xã còn mua nữa. Họ còn bảo đổi mới gì đó, nên giờ tôi chí thú làm ăn hơn. Thấy dạo tôi mất tích trên biển, mấy người trên ủy ban ghé qua, còn ở lại ăn cơm. Tôi thấy lạ nên mới gặng hỏi. Bác mới dặn em không bảo anh, dặn cả người trong xóm không nói anh biết sợ anh lo. Chứ cái lúc mà anh đi biển không thấy về đó, nhà ta với nhiều nhà trong xóm bị cướp. Bọn cướp xông vô nhà dí dao mấy nhà rồi, bọn em cảnh giác lắm. Anh ủy ban mới nói. Trời đất ơi, sao không ai nói tôi biết vậy? Tôi mới hoảng hồn. Bọn em cảnh giác dặn bà con hết. Lúc đó má Trang tưởng mất anh rồi nên cứ hay chạy ra ngoài bãi thuyền dò hỏi. Tưởng bác ở nhà chú Năm chờ tin, bọn em không ngờ chúng tấn công bác lúc bác về. Bác gan quá mà. Chúng dí dao mà bác dám trì hồ, chúng mới bỏ chạy. Lúc đó em giáp mặt một tên, hắn bỏ chạy quên mang dao, còn hét là ma, ma. May là hắn tưởng con cá cóc nhà anh là ma đó. Anh ta vừa cười vừa nói. Cá cóc? Tôi mới trợn mắt hỏi. Má cầm chén cơm ra cười mà nói. Thì là cái con mà trời mưa nó bò vô nhà chúng ta đó. Nó gọi là cá cóc đó con à. Các cậu xem, cái thằng con tôi với tôi chẳng biết nó là con gì. May mà các cậu bảo tôi mới biết. Coi này, ăn cho nóng, có tép mỡ, nước mắm mới pha đó. Má tôi đòn đả mời. Hả? Thì ra má bảo người khác, cô Loan thì là con cá. Tụi cướp chắc là thấy cô Loan trong lù, tưởng là ma rồi mới bỏ chạy. Thế sau đó má đuổi cô đi à? Một chú ủy ban lớn tuổi mới cười nói. Tôi đi bộ đội tuốt ngoài Lạng Sơn, lần đầu thấy hết cả hồn, chứ ở bên tàu là đặc sản đó, gọi là oa oa ngư hay là cá nhân, vì nó có tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. Lần đầu thấy thì khiếp thiệt, họ gọi là cá chứ nó như con bò sát, con kỳ đà. Dân thượng bảo thế, tôi nghe họ ăn tôi chẳng dám, chứ ai ngờ là thịt nó là mắm ngon đáo để à, hèn gì lắm người thích ăn con cá cóc. Hả? Tôi làm rơi cả đũa luôn. Tôi dòm cái đĩa mắm đặc ở trong chén. Thứ gì bện bện màu trắng đục lẫn với ớt nhão và những màu đỏ tươi hồng hồng. Mắm dạo này má tôi hay lấy ra, vị chua vừa miệng rồi cái vị thịt tươi, béo, thịt ngâm mắm thành ra dai lại ngọt thơm. Tôi thấy miệng muốn ói, mấy người họ thì cười quá chừng. Các cậu coi đó, cái thằng này nó sợ thịt cóc lắm à. Chứ nhà nào chẳng ăn cóc ếch nhái, cả thằn lằn họ còn ăn. Còn cá đó hình dạng xấu thôi, chứ ăn được đó mà. Các cậu thích cứ mang về nhà mà ăn. Dạo đó má ở nhà, chừng hũ mắm để chờ con. Nhà có mình má, mà cái con cá đó nó cứ là trí chóe, lại ăn cái này cái kia. Má bực lắm à. Rồi hôm đó cướp, cũng may là có mấy cậu này. Giờ nhiều nơi đói lắm rồi anh ạ. Có cái ăn là được rồi. Dạo đó có cướp, bọn em cũng muốn canh bắt chúng nó. Thấy nhà má Trang có mình má, sợ chúng làng vàng rồi tới cướp nhà má nữa, nên tối tụi em mới ngủ lại. Rồi sẵn giúp má dằn lu mắm. Má bảo là bỏ muối vào rồi dằn đá, xong hôm sau thì lăn cái lu qua lại mắm mới ngon. Em mới có nghe tiếng con cá cóc đó kêu, quả giống như tiếng người kêu thiệt đó. Mấy người hàng xóm đi qua lại còn chẳng biết bảo là ma nữa kìa. Họ mới ngồi ăn cơm chuyện trò vui vẻ. Tôi thấy họ nuốt từng cái bện mắm với chuối khế, với đậu bắp luộc, mà cơn ớn lạnh lẫn buồn nôn ập tới liên tục trong tôi. Sau đó cái lù mắm vẫn để ở nhà tôi sau sân, tôi đoán được cảnh tình. Cô Loan thấy cướp ập vào thì trốn ở trong lù, rồi sợ hãi lúc chúng lục lọi.
cô ta tưởng là người ta tới bắt mình. Rồi thêm mấy cậu trên ủy ban xuống, xong rồi ở lại, hẳn cô không dám ra. Họ dằn chặt đá cô ta, muốn ra thì cũng không được nữa, còn lăn qua lăn lại. Không biết là cô chết từ lúc nào, rồi cứ ngồi ở trong cho đến khi thành mắm. Tôi đi ngang thì thoảng nghe lù mắm phát ra tiếng kêu. Tôi lờ đi mà thôi. Tôi thấy má quét sân vui vẻ. Có chuyện Cám bị làm mắm mà tôi cũng không ưa gì Loan. Nhưng mà tôi thì tìm được cô Tấm rồi. Chuyện trong nhà bếp núc thì tùy ý má. Tôi chờ hôm nào má vui thì tới thưa chuyện tôi với Lành cho má biết. Và câu chuyện về mắm cá người đến đây là hết rồi đúng không? Chúng ta thì cũng không thấy gì gọi là quá kinh dị ở trong câu chuyện này cả. Nó chỉ là một cái chi tiết cuối cùng, đó là khi cô Loan thì đã bị đem ra làm mắm, và một cái chết rất là tức tưởi. Nó không có gì gọi là quá sợ cả. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy thế nào nhỉ? Cô Loan này số phận thì cũng khổ thật. Vượt biên rồi không thành công, rồi ABCXYZ, xong rồi lại là một người con gái chanh chua đanh đá, kiểu kiểu thế. Nhưng mà cũng chưa đến nỗi phải chết đúng không? Mình vẫn chưa, tác giả vẫn chưa giải thích được tâm lý của nhân vật, tại sao cái nhân vật má mà lại giết cô Loan và cố tình để làm mắm. Có lẽ là trong cái khoảng thời gian mà nhân vật chính tôi kể chuyện này, khi mà đi ra ngoài biển, mắc kẹt ngoài biển 2 tuần ấy, thì cô Loan đã càng ngày càng chanh chua đanh đá, và có một cái sự kiện gì đó đã làm bùng nổ, và má, nhân vật má đã quyết định giết cô Loan. Nếu mà tác giả kể sâu hơn một chút về cái sự kiện đấy thì mình nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và câu chuyện mắm cá người đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Nếu bạn thấy hay đừng quên like, share và thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma mới nhất từ mình. Chân thành cảm ơn anh em.